Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu quân ó của Công ty An Hing Corporation, Usis Group, Young Healthy Lunch của Công ty Hằng Lê và Teletron. Dạ, dạ, pháp sư còn... Nằm xuống! Con gái con lứa nằm vậy hả? Nằm đàng hoàng coi! Okay, vuốt ve lại! Sao vô nhà tự nhiên thầy pháp kêu nằm xuống nằm liền như ngu vậy trời? Đứng lên! Dạ, đứng! Đứng hai chân! Dạ, đứng hả? Ủa đây đứng sáu chân, dạ hai chân! Hai chân! Đứng hai chân! Dạ, hai chân rồi thầy! Nhảy đi, nhảy nhảy, tăng 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 Thế lại, tao lớn rồi. Ô, à, bệnh viện tâm thần mới thả ra hả? Dạ đâu có. Sao dạ. Vào trong này thè cả lưỡi ra thế? Đâu có đâu, tôi vô tới đây tôi kiếm pháp sư. Mà ông pháp sư ở trong, ông kêu tôi làm cái gì tôi phải làm vậy. Tại vì ông linh thiêng lắm. Anh là ai cho tôi gặp ông pháp sư được không? Pháp sư à? Dạ, Trần Phiêu Diêu. Đây. Ủa? Pháp sư đây hả? Tôi là pháp sư. Dạ, thấy không? Mỗi lần pháp sư bận màu đen mà hôm nay xanh dờn vậy. Dạ, còn tươi quá. Vẫn còn xanh tươi. Dạ. À, cho vào tự dưng rồi thè lưỡi, thè đồ ra làm gì thế? Dạ, tôi đâu có biết đâu. Thầy kêu tôi làm gì tôi làm vậy à? Tôi ngoan lắm. Ô, tôi có kêu bà đâu. Chứ nãy giờ thầy kêu ai? Nãy giờ tôi tắm lợn. Ủa, thầy nói vậy là thầy nói tại sao tôi như con heo vậy đó hả? Không, tôi tắm con lợn. Tôi có nuôi con lợn nên nó là thú cưng của tôi. À vậy hả? Tôi bảo nó đứng hai chân lên nằm vật vã ra mà. À, chứ thầy không phải kêu nói tôi là heo đúng không? Không, tôi không nói bà là heo. Tôi không nói bà là heo, là lợn gì cả. Bà hỏi cái câu này tôi mới đánh giá bà là lợn ấy. Thì làm sao ta? Móc cái đầu óc hơi lợn tí. À, gọi là óc heo đó. Dạ. Đi. Và đây có việc gì đây? Dạ, dạ xin phép thầy. Cái gì vậy? Đúng rồi. Gì nữa thầy? Sao bà ngồi lên con chó của tôi? Dạ không có ghế không thầy ơi. Không, cái vòng con chó. Hả? Này Lucky, sorry con nhá. Con chết một lần rồi. Con mẹ này con ngồi lên cũng không chết nữa đâu. Nhá. Dạ dạ. Đi con, đi rồi. Trời ơi, trời sao nhà thầy vong không vậy hả thầy? Đây tôi nói cho cô nghe. Tôi làm pháp sư 35 năm rồi. Dạ. Đấy. Trong nhà này tôi nuôi tất cả các loại vong. Ý thế ghê vậy? Này, vong chó, vong mèo này, vong lợn này, vong chim này, gà này. Nói chung là những con vật nào mà người nó bị chết oan, chết ức mà người ta giết nó ăn thịt mà cảm thấy nhất là chó. Không, cái vong đó tôi cũng thấy đó thầy. Thấy ở đâu? Ở ngã năm chuồng chó đó, bữa thấy cái đùi ngon quá định vô ăn. Này, ăn cái đấy là mắc nghiệp đấy nha. Làm gì mắc nghiệp? Đây, bà thử ăn thịt chó đi rồi xong bà thấy mắc nghiệp nhá. Dạ. Mai mốt thì bà phải nghiệp con chó, bà phải nuôi con chó nhá. Dạ. Xong rồi bà phải dẫn đi nhá. Rồi bà để cái túi ni lông trong này, ở đây có tờ báo này. Xong bà dắt nó đi nhá, tung tăng. Đấy, tung tăng xong rồi nó đi vào gốc cây, nó đứng, rồi bà phải đứng bà rình như này. Đấy, khi nào nó đi ra bà phải hốt xong rồi bỏ trong túi, xong bà bỏ thùng rác. Đúng rồi thầy, cái nghiệp đó của tôi đó, giờ tôi nuôi thú cưng tôi chăm sóc còn hơn con tôi nữa mà. Đấy. Dạ. Không nên ăn thịt cây. Dạ. Cảm ơn thầy nhắc nhở nghe. Ô, cái gì nữa thầy? À, con chim mà hoa mi. Chim mà mi nó đậu trên cái khăn. Con ơi xuống đừng ơi. Trên khăn cô. Trời ơi. Ôi Miu. Cái gì nữa? Sao con cào cái quần của cô đấy? Để tao tụt tụt tụt. Thôi đi rồi. Nó đi rồi. Tôi đuổi nó đi ngay. Bà mà tuột cái đấy xuống thì cả cái dạp này nôn hết. Đúng rồi thầy ơi. Chứ lõa lồ coi nó kỳ lắm, bận áo dài mà không có quần có kỳ đó. Nói chung là giờ xúc vật trong nhà thầy nó đi hết chưa thầy? Đi rồi, ngồi xuống đi. Ngồi được chưa? Được rồi. Ngồi đây được không? Thôi tôi ngồi xuống đây. Ngồi
bận áo quần thế này mà ngồi đây hèn lắm. Ngồi dạ. đây đi. Ngồi đi. Dạ anh chó, anh mèo, anh heo, anh gà cho đi anh ngồi. Rồi, đi rồi. Trời ơi, nhà vậy là xúc vật không, thấy ghê quá. Dạ. Ôi, cái gì đó, cái gì đó, nó cắn em ở đây. Không. Bà quên vén cái tà áo, tôi sợ nó nhanh. Ngồi xuống. Thầy làm như thầy me tôi, thầy để ý tôi lắm nha. Thầy để tôi yên 5 phút nha, nãy giờ tim tôi là nó nhói rung động hết trơn rồi đó. Dạ. Dạ. Ê. Dạ. Thế à, hôm nay đến đây để làm gì? Dạ thầy biết, cho nên em quên giờ mới nhớ thầy biết. Quảng cái tôi quảng ngay chứ con. Sao thầy? Em nói bình thường còn chưa nghe, vừa khóc vừa nói thì chó nghe. Tại thầy hỏi đến gia cảnh em thì em khóc vậy đó mà. Gia cảnh thì cũng vừa vừa ấy. Dạ. Nói không ai nghe gì. Dạ, dạ nói bình thường. Bình thường. Thầy là tôi vô đây là tôi thấy vong xung quanh là tôi nể thầy rồi đó thầy. Thầy bắt vong hay quá. Trời ơi xin lỗi cô nha. Dạ. Tôi là nổi tiếng một thời. Anh liệt. Gọi hồn luôn mà. Vậy hả thầy? Tôi gọi hồn. Tôi gọi cái hồn nào mà nó ly kỳ không thầy? Này nhá, tôi nói cho cô nghe, tôi làm việc rất là nguyên tắc. Dạ. Cách đây 5 năm, tôi gọi luôn được cả sơn tinh thủy tinh lên luôn. Gọi sơn tinh thủy tinh lên chi? Gọi sơn tinh thủy tinh lên để giãn hòa. Rồi có hòa không thầy? Hòa rồi. Hòa rồi cho nên là không có bị ngập lụt, không có bị này kia nữa rồi. Xạo xạo không, mỗi lần mưa nó cũng ngập quá thì ngập đó thầy. Này, ngập cái đấy là không phải là do thủy tinh nhá. Ủa vậy hả? Là do con người. Con người mắc gì làm ngập? Con người xả rác nhiều quá nó ngập cống ấy. À. Đó, rồi phá rừng nhiều quá, ông sơn tinh ông cho nước xuống luôn. Hay quá, đúng rồi. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Này, tôi còn là trị được luôn cả, chữa bệnh luôn được cho cả con ma cà tưng đấy. Ma cà tưng mà nhảy vậy ngày xưa phim đấy. Ồ thầy nhảy giống thiệt chứ. Đấy. Nhìn thầy giống lắm. Này. Dạ. Không phạm thượng thế nhá. Dạ dạ. Ôi thầy ơi mà tại sao con ma nó không đi bình thường, nó phải nhảy cà tưng vậy, mệt thầy. Con ma đấy nó chôn lâu rồi. Dạ. Nó chôn lâu rồi mà người ta cứ chôn thẳng thế này này thì cơ nó cứng. Thầy gỡ được. Đấy. Thầy làm sao? Thế tôi mới chụp cái vòng nó lên xong rồi tôi làm vật lý trị liệu. Thế tôi cho nó đi tập gym. Thế là đi bình hay thường. Quá tôi nể thầy quá. Ma cà tưng mà thầy còn chăm cứu được nữa hay quá. Bởi vì dạo này người ta không có làm ma cà tưng, nó làm mấy ma khác không. Hay quá tôi nể thầy quá thầy ơi. Hay quá trời luôn, còn gì để nói nữa. Đấy. Thế à, tôi nói thật với cô ấy. Ngày xưa tôi ở Mỹ đó. Dạ. Tôi cũng gọi vong. Dạ. Gọi vong cho người ta. Vậy hả? Đấy, cô có dạ xem. Có. Tôi là tôi người ta giới thiệu tôi mới biết chứ tôi đâu biết thầy đâu. Người ta mở trên mạng ta nói ngày xưa thầy chụp được cái vong của cái vợ của cái ông mà cái mặt sệ sệ có cái nút ruồi ở đây nè. Đó, mà chụp được cái vong mà trong khi bả còn sống mới hay á. À, cái đấy là tại vì ông đưa địa chỉ nhầm. Đưa địa chỉ nhầm. Nói thật ra thì trong bao nhiêu năm đấy thì tôi cũng làm ra tiền nhiều lắm. Dạ. Thế rồi đầu tư vào trung tâm nha khoa. Trời đất ơi. Thầy làm pháp sư chưa đủ sao còn mở nha khoa làm chi thầy? Mở mẹ gì? Nói sai chúng nó vả cho rớt răng ấy thì đi làm ấy chứ. À. Người ta đánh, người ta đánh gãy răng xong rồi vào nha khoa làm hết. À vậy hả? Thành ra giờ thầy mới về Việt Nam ở đúng không? Ừ. Vậy mới có bước gặp thầy. Dạ. Nhưng mà hôm nay cô đến đây xin lỗi cô này. Có việc gì chứ hôm nay là nói chung là tôi giải nghệ rồi đấy. Ơ trời thầy ơi đâu có giải nghệ được thầy. Tôi tới tôi nhờ thầy giúp mày giải nghệ chết tôi rồi. Không, tôi quyết định giải nghệ rồi. Giải nghệ chứ đâu giúp tôi đi thầy. Tôi giải nghệ. Từng có giải nghệ mà. Tôi phải giải nghệ. Từng có giải nghệ. Tôi giải nghệ, tôi tính thế này này. Dạ sao? Tôi 35 năm tôi làm nghề, cũng dạ. là 35 năm là kỷ niệm của Thúy Nga. Dạ. Thế là tôi tính sang Mỹ trở lại để tôi xem chương trình 35 năm Thúy Nga. Thầy ơi, thầy có đi á, thầy cũng giải quyết công chuyện gia đình cho tôi xong rồi tôi cho thầy đi. Tôi thầy đi coi đi qua Mỹ phải không? Đúng rồi. Dạ, đi qua Mỹ là phải có tiền đô chứ thầy. Này. Dạ. Tôi nói cho cô nghe nhé. Dạ sao ạ? Cô đừng lấy tiền cô đập trong mặt tôi như thế này. Tôi không bao giờ thích cái trò này. Không có thầy ơi thầy. Cô nói... làm như thế này là sĩ diện của tôi ở đâu? Thầy nói vậy là sai rồi đó là tiền. Còn cái nào tiền đập vô mặt nó phải sắp như thế này đó. Đập như nè, đập nè, đập nè. Thấy cơn không? Giống như mắt ra cái này mới đập nè. Đập nè, đập nè, thấy cơn không? Đó cái đó mới đập đó thầy. Này,
cô nhợn mặt vừa vừa ấy. Cô đem tiền ra cô đập vào mặt tôi thế này à? Cô tưởng đâu là tôi cần cái này à? Dạ dạ thôi. Cô sao lấy lại thế? mới vừa đùa. Đùa. Tại vì em sợ thầy cầm tiền nó bự quá mệt. Thôi cầm này nó nhẹ nhẹ vậy thôi à. Chắc cái tay. Vàng à? Dạ khỏi cắn thầy. Ừ cái này thì được. Dạ. Vậy thầy giúp hả thầy? Bây giờ tôi giúp cho. Dạ dạ. Tôi giúp về nhanh chóng để tôi còn đi sang Mỹ lại. Dạ. Thế bây giờ gia đình có chuyện gì? Trời ơi thầy không dám cái chuyện. Đây lại cái mồm lại khóc nữa. Ờ không. Nói thôi bình thường. Con nhỏ con gái gả lấy chồng mà nó kỳ quá thầy, nó không chịu lấy, làm như dông nhập nó. Hồi đó nó ngoan, nó nghe lời tôi lắm. Sao mỗi lần giờ nó nhìn mặt tôi ha, là mấy ngày nay nó nhìn thẳng vào mặt tôi ha, nó chỉ thẳng vào mặt tôi, nó nói bà vừa lùn vừa xấu vừa ác lắm bà biết không, bà vừa lùn vừa xấu vừa ác bà biết không. Ngày nó chửi tôi 3 lần như chú đại bi. Thế là bà giận nó chứ gì? Tôi giận lắm thầy ơi. Tôi nói cho bà nghe, vong nhập đó. Không cần phải vong nhập. Tại sao vậy thầy? Nhá, gặp tôi cũng nói như thế. Nếu bà cao bà đẹp nó đâu có nói bà lùn bà xấu thật. Nhưng mà là con cái, có đứa nào nó dám nói mình vậy đâu. Từ đó giờ tôi nuôi nó 20 mấy năm chưa bây giờ nó nói. Bây giờ vong nhập nó mới nói đó. Thế bây giờ bà tin là vong nhập gì? Vong nhập với lại gì nè, nó không lấy á. Mà chồng nó đi về đây mà nó chửi ổng vậy. Ổng về nước xong bảo lãnh tôi. Thế thằng kia bao nhiêu tuổi? Dạ 13. Ôi 13 tuổi ấu dâm à? Là sao thầy? Con bà ít nhất phải 20 mấy mà lấy 13. Đâu có, 13 năm nữa là ổng 100. Tính ra là 87 tuổi. Dạ 87 tuổi. Thế sao không lấy bà? Ông không chịu lấy tôi. Chứ ông chịu là tôi hố ông rồi. Ừ, cỡ này 100 tuổi cũng không lấy bà đâu. Nói quá thầy. Tại vì ông là Việt Kiều cho nên là tôi mê ông lắm. Ông lấy cái là đảo lãnh hai mẹ con tôi qua liền. Bây giờ thầy giúp tôi, thầy chụp cái vong ra cho nó đồng ý đi ông. Thế con bà đâu? Dạ con em ngoài kia kìa. Kêu nó vào đây. Con ơi con tôi vô tôi trình với thầy trước thầy. Đây nè con gái tôi này đẹp quá phải không thầy? Nè con tôi nè. Vô đây con. Vô. Dạ đây ơi, con đất em. Ơi. Dạ. Trời ơi cái chỗ gì mà tối thui như cái động vậy? Hả? Trời ơi. Nói kỳ vậy con. Cái am của người ta mà nó có động. Làm như mẹ là gái của ông này là khách vậy. Quên. Đeo kiến. Ừ gỡ kiến ra. Trời ơi cũng tối thui à. Dòng nhập nó thầy thấy không? Sáng vậy mà nó thấy tối thui à. Thấy ghê không? Chào thầy đi con. Bỏ đồ ở đây rồi chào thầy. Con tay chào thầy. Ổng có dạy tôi ngày nào đâu mà mới bắt tôi kêu ổng bằng thầy. Này này, tôi nói cho cô nghe nhá. Không cần phải dạy mới gọi bằng thầy. Có nhiều người học vật vã ra, đi dạy chỉ có một bộ người thế này gọi bằng thầy thôi. Người nào người ta học gọi bằng thầy thôi. Còn những người như tôi này, chỉ có một tí tẹo của ơn trên cho thôi. Bao nhiêu người phải gọi bằng thầy. Chấp tay, con lạy thầy, con lạy thầy. Thầy đừng lạy con gái. Chả biết con mẹ gì. Dạ, thầy đừng lạy con gái em. Dạ, dạy thầy. Thầy giúp con gái em đi, con gái của em đó. Con gái bà không đấy hả? Dạ, con gái em á. Tôi nói bà nghe. Dạ. Con gái bà quá đẹp. Dạ. Gặp cô ấy tôi chỉ có 8 chữ trong một câu thơ để tôi nói về sắc đẹp của cô ấy. 8 chữ. Nói đi thầy. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Hay quá. Con tôi mà 9 tháng 10 ngày ít nhất nó phải lấy miếng máu tôi chứ. Nhờ vậy nó mới đẹp đó. Đấy tôi nói nha. Trong một cái chuối nó đẻ mấy cây con. Dạ. Nó phải giống cây mẹ. Phải giống em chứ. Tôi nói thật với bà. Con bà nó 8 chữ. Dạ. Bà chỉ 4 chữ thôi là đã nói lên được sắc đẹp của bà. Của em giống như là thuốc bắc mà sắc lại vậy đó. Người ta 8 chữ là em 4 chữ. Đúng không? Đúng. Quốc sắc thiên hương. Bình thường. Tứ đại mỹ nhân. Bèo. Chim sa cá lặn. Bỏ đi. Chứ là 4 chữ gì? Ma chê quỷ hơn. Má. Cái gì? Con tôi không có bệnh gì đi hết trơn á. Hả? Má ở đây đi. Tôi đi về. Con mà về hả? Con mà về má đập đầu tự tử liền luôn á. Trời ơi má ơi. Con đã nói với má là con không có bệnh gì hết á. Con mà về má cho xe cán á. Xe má... cán tôi đi xe. Xe cán tôi đi. Mỗi lần á mà con nói tới má cái má đòi chết đòi sống à. Xe cán tôi đi. Con xe. Không có bệnh gì hết á. Cán tôi đi. Mày cứ để yên đi mày cản làm gì. Để cho xe cán bà đi. Thế giới đỡ một con xấu. Trời đất. Cái gì vậy?
Thầy ơi thầy, nó bị nhập rồi đó thầy. Bà vừa lùng vừa xấu vừa ác. Bà, bà vừa lùng vừa xấu vừa ác, tôi nhìn bà lâu lắm rồi bà biết không? Đó, thầy thấy không? Đó, thấy ghê không thầy? Má ơi, cái gì vậy? Con bị gì sao tự nhiên con mệt quá? Trời ơi, cái vong này nhập vô mà không phải vong bình thường. Cái vong này làm như là con mệt, con cứ ngồi đây đi. Ngồi đây. Thấy không thầy? Thầy ơi, con bị gì vậy thầy? Không, con bị sao đây? Cái gì vậy? Tôi nói cho bà nghe nhá. Con này quỷ nhập nó. Không, quỷ là bình thường. Con này phải hơn con quỷ. Hay quá thầy ơi. Nó nhìn vào mặt con quỷ này mà nó chửi được, nó phải hơn là con quỷ kia. Thầy Pháp này, ông đang khen hay chơi tôi vậy cha? Không, cái đấy là tôi nói thật, chứ không phải là bình thường. Đúng rồi. Tôi nói bà nghe, bây giờ có cách nào trị nó không? Bây giờ cách trị thì tôi rất là nhiều. Đây, đây. Tất cả những cái này là tôi toàn là trị quỷ. Dây thừng này, roi dâu này, chổi cha này, đòn gánh này, đấy, chổi lông gà này, tất cả các thứ. Nhưng mà không ăn thua với cái con này đâu. Bây giờ kiếm cách nào trị nó? Bây giờ phải hiện đại hơn. Đúng rồi. Tôi trục là phải ra. Với điều kiện. Điều kiện gì? Trích điện. Từ đó tới giờ tôi mới thấy á, nó sợ được kìa. Trích điện nó cười là nó sợ đó. Yên tâm, trích điện nó sẽ ra. Bây giờ. Nhưng mà có sao con gái tôi không? Không, nó chỉ ú ớ tí thôi rồi cái vòng nó xuất ra thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ này, bà ôm nó lại, bà ôm nó lại đi nha. Con gái ơi, con gái, ra đây mẹ, mẹ nói nghe nè. Mẹ thương nè, ra đây mẹ thương nè. Ra đây mẹ không bây giờ này nha. Nghe lời mẹ, cho mẹ ôm. Lâu quá mẹ không ôm con, mẹ ôm cho lay cái đẹp. Người ta nói là ôm người đẹp nó sẽ lay đẹp nha. Ôm mẹ, mẹ ôm con. Ú tung mất, tung mất, tung mất. Mẹ làm cái gì vậy? Ôm mà, ôm mà. Rồi, mẹ làm cái gì vậy? 1, 2, 3, chích nè, chích. Ôi da. Cái gì vậy? Mẹ bị gì vậy? Tạo dáng. Bị gì vậy? Tao có đâu, đừng muốn đứng chị sao không? Không có bị gì hết trơn á. Nói nghe nè, ông hiện giờ là ông đang chí tao điếc thằng. Chí nhõng phao câu luôn. Đau nha, điện chứ không phải đồ chơi nha. Má có sao không? Dạ. Má có bị vào. Gì không? Má bị hết trơn á, má muốn ôm con. Má muốn ôm con. Chí trời ơi, má có sao không vậy? Không có cái vòng nào nhập con nha ông cô nội. Trời ơi, ôm mẹ, ôm mẹ, ôm mẹ. Silicon đâu vậy? Ê, sao tôi không có cảm giác gì ông? Bây giờ là bà đã làm quen được với nguồn điện này rồi. Quen ngủ nội tôi chứ quen. Nhờ có miếng mút thổ giá. Trời ơi má không ơi. Có. Không có quen đâu. Ông làm ơn ông cẩn thận giùm tôi đi ông thầy. Chết rồi bà. Ông phải cẩn thận. Đây, đây, đây. Má bị gì không vậy? Thầy. Má, bà có bình thường không? Ôm nó vào. Má, bà có bình thường không? Anh Hương, má đừng có làm sợ nha. Anh Hương, anh còn mạnh không? Anh ủ con gái. Hả? Anh ủ con gái. Bà mới bảo gì? Ủ con gái. Cái gì? Con lạy mẹ. Con năm nay 73 tuổi rồi. Nửa cái con còn làm không được. Má, chết mẹ. Má có sao không vậy? Ê, cha nội nó nói muốn sản hồn. Bà mới bảo gì? Tôi nói là ông còn khỏe, ông phụ tôi một cái để ôm con gái tôi lại. Cái mặt ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi nghĩ như con gái bà nghĩ đây. Má bậy quá nha. Ba chết lâu rồi, má hồi xuân phải không? Trời ơi! Mày tầm ba không à? Ba mày mà còn sống hả? Là cái như ông chửi mày á. Nói mày bậy bạ không à? Nếu như mà ngày thời xưa làm Tiết Hạnh Khả Phong như má đó, thờ chồng hai mấy năm à, thế nào cũng được trưng cái bản. Cái gì vậy? Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, bà độc ác, vừa xấu. Chửi má. Tôi nói cho bà nghe, bà lấy con gái bà ra chỉ là để bà kiếm lợi cho bà thôi. Bà chỉ ham tiền, bà ham tiền bà gái con gái của bà. Ồ, sao giống chồng tôi vậy? Tôi dù có chết tôi cũng trở về đây
để tôi bảo vệ con gái của tôi. Mình, ai cười vậy, để qua tán mặt tay. Xin rồi. Xin rồi đi à. Ai mới vừa nhập vào tôi thế? Chồng tôi mới nhập vô thầy á, hay quá thầy ơi. Thầy làm ơn nhập lại đi, lâu quá tôi không tán vô mặt ổng, cho tôi tán ổng cái cho nó đã. Này bà chị ơi. Cho tôi tán. Em không điên. Giang em làm mấy lần rồi. Bây giờ em không thích một cái tát vào mà em phải đi làm răng nữa đâu. Cái ông chồng này thiệt, lúc nào ổng cũng nhanh lẹ, làm cái gì cũng lẹ, không bao giờ lâu được hết trơn á tội. Bực quá trời luôn thiệt, bây giờ làm sao thầy? Nhưng mà có điện thoại. Đây này đi. Đây này điện thoại. Trời ơi, nó rung mà còn không nghe nữa. Cái gì? Hả? Chị Thúy hả chị Thúy? Trời đất ơi. Dạ dạ, rồi em biết rồi, thôi thầy thắp. Dạ chị thắp nhang giùm em nha. Chết rồi con ơi. Cái gì vậy má? Cái ông chồng của con 87 tuổi đó, ông đòi về lấy con. Bà vợ bà đứt cơn máu bà chết rồi. Có bà bạn bà nhờ bà tới bà phúng biếu mà mới thấy ông sáu đời vợ kéo tới đang chia gia tài, bà đòi về xé tôi luôn. Mai tôi có bà chị bà báo. Đừng có vé. Ủa nó nghe nè, sao tôi đang buồn mà hai người vé nhau vậy? Bây giờ giải quyết đi. Xin lỗi bà. Hả? Chuyện này á, con bà nó nói tôi hết rồi. Ủa làm sao con tôi bị ma nhập mà? Ma nhập khỉ gì? Có bà điên thì có. Bây giờ tôi hỏi bà đây, con mình đẹp mơn mởn này, bà đi gả cho thằng 80 mấy tuổi, bà điên à? Thì tôi nghĩ là qua bển thời gian thế nào nó cũng chết rồi tôi hưởng gia tài luôn. Hồi nín đi. Nó xấu đời vợ kìa. Có tên bà không? Đây nó kể cho tôi nghe hết rồi. Ủa con, sao con nói với mẹ là con kể cho thầy, làm nãy giờ ông vô ông chích điện mẹ muốn giật. Con nói mà mẹ đâu có nghe đâu. Mẹ ham tiền, mẹ ham đi Mỹ, mẹ ép con lấy ông Việt Kiều. Con đâu có thương đâu, con có người yêu rồi. Sao con nói với mẹ con có người yêu? Tại vì ảnh còn đi học mà ảnh học ở Mỹ á. Hả? Con sợ mẹ không chịu nên con không nói. Ý, hình như ảnh gọi con nè. Alo. Anh thấy em không? Em nè. Anh teo hả? Em nở nè. Trời đất ơi. Nó teo hả con? Dạ. Ngược lại đi. Mà con teo nó nở chứ. Nó teo có làm ăn gì được không? Anh ơi, mọi việc ok hết rồi. Ồ. Mẹ em không ép em lấy ông Việt Kiều nữa. Ồ. Quen thế. Ê. Ê teo. 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 Ê mày ở bên đấy mà mày quen được con bên này đẹp thế. Mày giống thằng cha mày đấy chứ. Tao là thằng này giỏi. Ê nó nghe nè, ông là ai mà không biết thằng cha nó? Anh, thôi chút nữa em gọi là anh sau nha. Hả? Bà hỏi gì? Anh là ai mà biết thằng cha nó? Này, không được gọi là thằng cha nhá, phải gọi là anh cha nó. Từ đó tới giờ người ta chửi tao nói trời, cái mặt nhỏ y chang cha nó à. Chứ đâu ai nói mặt y chang anh cha. Đặc biệt ở trong ngôi nhà này phải gọi là anh cha nó. Bắt gì tôi phải kêu anh cha? Cha nó đây. Thằng Teo đấy là con của tôi. Anh, con anh đó hả? Hai cha con đẹp y chang à. Con thì Teo, cha thì Quéo. Thì cưng quá trời vậy đó à. Này gái. Dạ. Anh hỏi gái, gái có nhìn thấy anh chưa mà gái bảo anh Quéo. Nãy giờ thấy đứng Quéo quá. Không, anh đứng thì Quéo thế thôi. Nhá. Anh nằm nó không Quéo. À, nằm thẳng hả? Nằm Quéo. Nằm thẳng. À, nằm thẳng. À, dạ. Tôi nói cho bà nghe. Xin lỗi bà, con bà gặp ai chứ gặp con tôi thì tốt phúc rồi. Vậy hả? Mà con tôi nó cũng tốt phúc là gặp con này. Con này nó không phải như bà, tính nết nó khác bà. Nhá. Còn con trai của tôi báo cho bà biết, nó không phải là một đứa bình thường. Nó học đàng hoàng, nó ra đại học rồi. Nhưng mà nó ước mơ nó vẫn làm một cái gì đó to hơn. Cho nên nó học còn một năm nữa nó ra trường để nó lấy một cái bằng mà sau này nó có thể kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là cái bằng người ta gọi là tiếng Mỹ, người ta gọi. Có biết tiếng Mỹ không? Biết. Tôi sợ không biết thì nói ra không biết đấy. Này, cái bằng ấy gọi là cái bằng Master. Hay. Trời ơi thầy ơi, Master chứ không phải Master. Master. Mẹ về Việt Nam lâu quá quên mẹ tiếng miền Mỹ hết rồi. Chửi tôi cho đã, hỏi tôi biết anh văn không đồ. Tưởng sao quất cái mắt, foot massage 15 đồng giờ. Con ông học Master là nó ra cử nhân đồ xịn lắm. Đồng ý chứ không đồng ý, tại con tôi nó không nói. Tôi nói cho bà nghe, cái nghề gọi hồn đồ này nọ tôi bỏ rồi. Pháp sư phiêu diêu để treo đây để làm kỷ niệm thôi. Thế bây giờ này,
con tôi nó quen với con của chị. Ừ. Phải vào trong đây. Đi vô ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Ê, để xem ngày nào tốt tốt đấy. Ừ. Thì mình lại cho hai bên gặp nhau. Thôi cần mẹ gì xem ngày. Bỏ đi. Cứ mê tín dị đoan như đúng thế này rồi. Thì không được đâu. Chúng cứ nó lừa là... chúng nó ăn hết cả tiền. Đấy đấy, bây giờ thôi ông anh cứ xem đi. Coi coi hai đứa nó ngày nào tốt cho nó có với người ta. Không. Đây là mẹ chịu hả mẹ? Chịu chứ. Bây giờ này này, sẵn dịp là Tết rồi. Với lại dù gì cũng là một nhà. Ở đây đây vô. Rồi ở đây cũng quẩn lâu rồi, đây đây cũng vô được một cặp. Này 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 này. Gì nữa? Cái này là phải xem lại nhá. Làm đi xem lại. Xin lỗi bà, đây dù đây không là cái gì nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi tầm thường. Không phải là dai mà dễ dãi như thế nhá. Không có con gái con lứa nào mà gặp dai một hôm mà đi tỏ tình như thế này. Mà cũng không có thằng đàn ông nào mà ừ ngay đâu. Tôi là tôi có cái quyết định của tôi. Tôi có cái sĩ diện của tôi. Phải cho tôi thời gian. Bao lâu? 2 hôm. Mai anh trả lời. Quái đi vồ đặt giả bộ. Rồi bây giờ cứ quyết hồi định nãy tôi đi. Thấy chích vô vòng 3 tôi là tôi nghi rồi. Cứ quyết định như này. Dạ. Thế Tết này thì cho gọi nó về luôn. Ừ. Nó về ăn Tết ở đây. Ừ. Rồi sẵn rồi dẫn sang nhà chị. Ừ. Nếu mà được thì cho chúng nó làm đám cưới luôn. Ừ. Thế là Tết này là mình tam hỷ lâm môn. Ủa làm gì tam hỷ lâm môn? Thì nó với thằng kia một cặp. Đây với đây một cặp. Ủa vậy mới có xong hỷ à? Tam hỷ? Chẳng lẽ tôi có chữa? Trời ơi má. Bậy nha. Cái này chích vào đít bà. Chứ đây chưa có gì. Ra đây. Đây này, cái tam hỷ lâm môn là này là đây sao? Với đây một cặp, đây với đây một cặp. Tết nữa, vui nữa là phải tam hỷ lâm môn không? Vậy hả? Vậy thôi giờ báo hỷ với bà con, ra duyên mình cưới luôn. Cưới luôn nha con nha.